Rồi khi mình qua part 4, read the text and choose the right word, write them on the line. Đọc bài test và lựa cái từ đúng ha, viết nó trên cái đường kẻ. Ở đây mình học về blue whales, cá voi xanh. Some blue whales are longer than 3 buses. Một vài cái con cá voi xanh thì nó dài hơn 3 cái chiếc xe bus. They are the largest animals in the world. Chúng nó là những cái con vật mà lớn nhất ở trên thế giới. They eat the very smallest animal that live in the sea. Fish, eggs too. Ok. Vậy ngay chỗ này mình có một cái đầy đủ thành phần câu đầu, đầy đủ thành phần. D là chủ ngữ, eat là động từ. Rồi chúng nó ăn, ăn cái gì? Tân ngữ là the very smallest animal. Những cái con cá, những cái con thú mà nhỏ nhất ha. Mà những con thú này nó sống dưới biển ha. Rồi ở đây nó có một cái liên từ and. Ở đây mình sẽ điền vào một cái gì đây các bạn? Trạng từ hả? Trạng từ sometime. Ok, thỉnh thoảng nó vừa hợp nghĩa luôn ha. Còn first thì đầu tiên, here là ở đây thì nó là không hợp nghĩa. Như vậy on sometime fish eggs too là thỉnh thoảng. Đôi lúc thì cũng ăn luôn cả trứng của những con cá. Ok, vậy ngay chỗ này mình điền là sometime. Rồi, blue whales live in calm sea most the years. Rồi, chữ because phía sau, because they can find more food there. Liên từ ha, chúng nó có thể tìm để thức ăn ở đó. Vậy ngay chỗ này, cá voi xanh thì sống ở đâu? Những cái vùng biển lạnh. Most, chúng ta có most đi, thì most of đi. À, các bạn học thuận lòng cái cấu trúc ha. Cứ most of đi. Còn most thì nó không có đi được với most quick đi hoặc là most at đi là không được. Mình phải học thuộc lòng luôn là most of the. Most of the. Ok, là hầu hết thời gian trong năm. Bởi vì chúng nó có thể tìm thấy nhiều thức ăn ở đó. But when there is ice on the water. Nhưng mà khi có băng ở trên nước. Ở đây mình có whale số nhiều ha. Swim to another part of the world. Bơi đi một phần khác của thế giới. Như vậy thì cái whale này số nhiều cho nên bạn loại được cái gì đây? Nếu mà ở đây both thì phải là both A and B, mà không phải cấu trúc mà mình vừa mới đọc nó không có. Tức là cả A và B. Còn lost thì đi với lost of ha, không có of. Như vậy chỉ còn là these, mình chọn these. These whale, những cái con cá voi này, nó bơi đi một phần khác của thế giới. Tức là có băng là lạnh quá nó đi hay sao á. Rồi there là ở đó. D chấm chấm chấm. Đây là có chủ ngữ là D. Câu này thiếu động từ. Vậy để cái động từ là with vô thôi. Động từ nguyên mẫu ha. Còn with thì là quá khứ không được. Cũng là động từ nhưng ở quá khứ mình đang nói khúc đầu hiện tại. With thì không phải động từ. Cho nên mình điền with. Ở đó chúng nó chờ đợi. When there no ice. Khi mà không có băng. They swim back again. Thì chúng nó bơi trở về. But whales don't have teeth. Nhưng mà những cái con cá voi này nó không có răng. They have a kind of mustache inside chấm 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 mouth which catches the food when they swim. Mà những cái đó đó nó bắt đồ ăn khi mà chúng bơi. Như vậy ngay chỗ này nè các bạn. D là chủ ngữ, mouth là cái miệng. Vậy thì ở đây mình cần một tính từ sở hữu là their mouth, cái miệng của chúng. Còn đâm ở đây là đại từ tân ngữ không được. Đe là đại từ sở hữu không được. Rồi vậy ngay chỗ này mình điền đe thôi. Ok. Đe màu ha. Rồi chúng thì không có. Chúng nó có một cái loại mà thoát là gì các bạn? Râu mép ha. Ở bên trong vậy nó là một cái lông gì đó. Rồi bên trong miệng của chúng. Mà những cái lông này nè, which thế cho vật ha. Ở trong trường hợp này nó sẽ thế cho cái chữ gì đây hả, nguyên cái cục mà mustache ở bên trước này nè, mà cái đó đó nó catch the food when they swim. Rồi ok, xong hết các bạn, mời các bạn nghe lại và đọc theo Sophia.